Chiếc xe này là chiếc xe máy cơ. Và chiếc xe máy cơ thì các bạn biết rồi ấy, nó cực kỳ là khỏe khi mà chúng ta những cái lúc mà đề ba lên dốc hay là tải nặng, rất khỏe, không bị trễ chân ga một chút nào cả. Chúng ta đạp đến đâu là nó hút đến đấy, thốc đến đấy. Và như ở video trước thì tôi có giới thiệu qua về trong số những cái xe máy cơ của nhà máy của tôi Trường Giang thời điểm bây giờ. Và đến nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một cái xe M8 tấn 75 phao của nhà máy ô tô Trường Giang, có tải trọng lớn nhất trong cái phân khúc máy cơ thời điểm giờ, xe hai chân. Cái xe này thì nó được phối hợp với cả tập đoàn phao, một trong số những cái tập đoàn mà sản xuất về xe và động cơ lớn nhất ở Trung Quốc thời điểm giờ. Các bạn mời sang bên Trung Quốc thì chúng ta thấy những cái xe phao, xe phô tông hay là xe đông phong chạy rất nhiều, hổ vồ thì lại sử dụng rất ít, CNHTC rất ít, phao mới là chính đấy. Và nhà máy ô tô Trường Giang kết hợp với cả tập đoàn phao cho ra đời hai dòng sản phẩm, mà một trong đó là sản phẩm 8 tấn 75 này. Nó là phân khúc xe 4 máy, máy cơ, cầu lắp. Và chúng ta cùng nhau đi sâu một chút về cái sản phẩm 8 tấn 75 này nhé. Đầu tiên thì là cái cabin của nó là cabin phao. Cabin phao này nó mang đến một cái vẻ mà khá là đẹp từ 26-27. Nó phối hợp với cabin này rồi, cabin này rất đẹp. Và cái nội thất của nó cũng rất đẹp. Nội thất của nó lên cái cabin của phao thì chúng ta sẽ biết rằng là nó rất hài hòa. Và nó mang một hơi hướng là hơi hiện đại một chút, nó rất nhiều nút bấm ở trên xe. Một lát nữa chúng ta lên cái nội thất. Đầu tiên thì là cái cabin. Cabin thì nó có rất nhiều màu nhá. Màu xanh bồ đội này, màu xanh lá hay màu vàng hay màu xanh tím. 4-5 màu để các bạn có thể lựa chọn cơ. Đấy. Nó cái cabin mới rộng rãi và là cabin kép, nó có thêm cả một giường nằm nữa. Còn cái thùng hàng này của nó, thùng hàng này của nó thì cái bề dài của nó là 4m12, rộng 2m28. Nó được là 7 khối nguyên bản, 7 khối thùng hàng này. Và cái màu của thùng hàng cũng trùng với cả màu cabin. Nó mang lại một cái sự khỏe khoắn cho chiếc xe, trông rất đều, rất đẹp xe. Cái lốp của nó thì ở đây sử dụng cái cơ lốp là 1000 La Giang 20. Cầu lắp. Và cái khối động cơ của nó là khối động cơ 121 kW. 121 kW nhá. Trong cái phân khúc 4 máy thì là cái máy to nhất rồi đấy. Còn các cái máy khác, 4 máy thì đâu đó khoảng 118 thôi. Còn con này lên 120-121 kW rồi. Và cái hệ thống gầm của nó thì bệ chassis rất dày, chassis lồng 2 lớp, chassis chính và chassis phụ. Đó. Bình dầu của nó thì hợp kim nhôm rồi. Bình dầu đây. Cầu này là cầu to nhá. Cầu này là cầu 13 tấn ạ. Các bạn có thể nhìn cái đùng cầu đây, rất to. Cầu 13 tấn. Cái đường kính của nó thì ở đâu đó, đường kính của nó phải rơi vào tầm khoảng 50 phân, cái đùng cầu này. Và cái hệ thống nhíp của nó, các bạn nhìn có thể nhìn đây, hệ thống nhíp cực dày. Bản to và dày nữa nhé. Nhiều lá, bản to và dày. Nếu mà chúng ta để chạy nguyên bản của nó là 8 tấn 75 thì không xi nhê một chút nào cả. Con này thường thường nếu mà không bị làm tải chặt, các bạn chạy lên đâu đó khoảng 17-20 tấn. Nó khoảng độ 12-15 khối cơ lên. Đây các bạn thể nhìn thấy chassis này, chassis cực dày, lồng 2 lớp này. Khi mà chassis lồng 2 lớp dày như này ấy, thì chúng ta không sợ bị vặn xoắn và tạo cho chiếc xe nó có độ cứng cáp, tải nặng hay là đi vào đường xấu nó không bị vặn.
Chiếc xe này là chiếc xe máy cơ. Và chiếc xe máy cơ thì các bạn biết rồi ấy, nó cực kỳ là khỏe khi mà chúng ta những cái lúc mà đề ba lên dốc hay là tải nặng, rất khỏe, không bị trễ chân ga một chút nào cả. Chúng ta đạp đến đâu là nó hút đến đấy, thốc đến đấy. Đó là cái ưu điểm của máy cơ. Và một cái ưu điểm máy cơ nữa là rất dễ sửa chữa, nó không có nhiều cảm biến. Và khi mà sửa chữa thì không cần phải cắm máy vào đọc lỗi. Đó, rất lành. Hệ thống thùng thì đà ngang, đà dọc dày, rất khỏe. Ben thì ben to, bạn thì nhìn thấy cái ben rất to. Cái xe này ấy, thực ra là mang tiếng lắp ráp thôi, nhưng mà cái tỷ lệ nội địa hóa của nó cực thấp. Chiếc xe này thì có mỗi ắc quy của Việt Nam này. Lốp thì có những lúc mà lắp lốp Việt Nam, có những lúc mà lắp lốp của Thái, và có những cái thì lắp lốp của Trung Quốc. Thùng thì đóng ở Việt Nam. Thùng này là thùng đóng ở Việt Nam. Ngoài ra thì thêm một vài chi tiết nhỏ nhỏ thôi, còn lại là toàn là linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc về ráp lên con xe này. Đó, vì thế chất lượng của cái xe Trường Giang lắp ráp lên là một chất lượng cực kỳ là tốt, đã được rất nhiều bác tài chạy và phản hồi lại, và đã được thị trường chấp nhận cái xe Trường Giang. Trường Giang thì thế mạnh của Trường Giang đó là xe ben trong cái phân khúc mà tải trung. Tải trung là từ tầm khoảng độ 5 tấn cho đến hơn 8 tấn. Đây là tải trung. Đây là thế mạnh của Trường Giang. Và đây là cái nội thất của nó. À, chúng ta cùng lên cabin nhé. Để chúng ta cùng xem nội thất nhé. Rồi, khi lên cabin thì cái điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được nó thực sự là thoải mái là vì nó có ghế hơi. Đó, chạy xe ben này thì như các bác đã biết là nó rất sóc, sóc lắm. Khi mà xe có ghế hơi thì nó tạo cho người lái cái độ thoải mái hơn rất nhiều, đỡ bị mỏi. Đấy, con này thì đã có ghế hơi rồi. Tiếp theo thì cabin của Phao thường thường nó mang cái hơi hướng hiện đại. Đây, từ những cái vô lăng nhé, vô lăng cũng rất đẹp. Sau đó là đến mặt táp lô. Mặt táp lô ở đây thì nó rất nhiều cái đồng hồ cơ, đồng hồ thể hiện. Đó, 1 này, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7 cái đồng hồ. Chúng ta phải nhìn nó báo các thông số. Và cái chiếc xe này thì là số 2 tầng. Số 2 tầng thực thụ nhé. Ở đây có tất cả là 8 số. 8 số tiến, 1 số lùi. 2 tầng. Nhiều bác tài khi mà thấy có cái công tắc gạt cần số ở đây thì nghĩ nó là 2 tầng. Nhưng mà không phải đâu ạ. Không phải đâu. Có nhiều xe nó thiết kế là cái số phụ nó ở đây. Số 2 tầng thì phải là 2 tầng số nhé. 124 hoặc là 1245. Sau đến 678 hoặc 678-910. Đó mới là số 2 tầng. Đó. Và con này có cả cài cầu nhé. Khóa visa đấy ạ. Nó có cả khóa visa ở đây. Đấy. Khi mà vào lầy lội hay là vào gì đó thì chúng ta có thể là khóa visa. Để có thể là xe nó bò lên. Và con này nó có điều hòa 2 chiều sẵn rồi nhé. Và đây là trong một trong số chiếc xe tải mà được trang bị hệ thống điều hòa tự động. Đây, nó có auto này. Đó, đến 99% xe tải thời điểm giờ nay còn là xe tải ben thì được trang bị điều hòa, nhưng là điều hòa cơ thôi. Chúng ta có bật và tự chỉnh thôi. Nhưng còn riêng con này thì lại có cả điều hòa tự động. Đó, và cái mẫu cabin này ấy, thì là một cái mẫu cabin mà rất chi là rộng rãi, 3 chỗ ngồi. Các bạn có thể nhìn thấy từ cái ghế chính này, nó rất ôm này, ghế phụ nó rất ôm này. Đó. Và thực tế trang bị thêm một cái giường làm nhỏ nhỏ ở đây, để mà chúng ta khi những lúc mà mệt mỏi cần nghỉ ngơi có thể nằm đây. Hoặc chúng ta có thể đồ đạc để ở sau này, rất rộng. Rồi.
Vậy là chúng ta vừa đi kiểm tra và sơ lược chi tiết từng con một. Và đây là sản phẩm đầu tiên của chúng tôi, xe tải Ben 8 tấn 7 năm của FAW kết hợp với cả Trường Giang, một trong số những cái xe mà tải lớn nhất trong phân khúc 2 chân thời điểm bây giờ. Và còn một vài video nữa đánh giá chi tiết các sản phẩm khác của Trường Giang nhé, các bạn cùng nhau theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.